thời gian và cả chiều sâu văn hóa Chăm rực rỡ như kết tinh trên từng viên gạch, trên những tấm phù điêu và những bức tượng trầm mặc. Đây là tháp bà Ponaga, tỉnh Khánh Hòa, một trong những tháp Chăm giàu sức sống trên vùng đất Nam Trung Bộ. Những câu chuyện bí ẩn đằng sau tháp Chăm đã bắt đầu cho hành trình đến với di sản của những học sinh này. Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các trường phổ thông đã đưa học sinh đến với di tích và bài học về lịch sử, văn hóa đã không dừng ở trang sách. Các em đã được trải nghiệm thực tế thì các em sẽ hiểu hơn về cái nguồn gốc của cái tháp bà Ponaga là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giúp cho các em có thêm cái tình yêu quê hương đất nước. Bên dưới chân tháp, một trò chơi với những câu hỏi trắc nghiệm. Những câu hỏi càng khơi gợi các em ham thích tìm hiểu những gì thuộc về di tích này. Trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai, thanh âm giàu sức sống của làng Chăm. Lần đầu tiên, các em học sinh được hòa mình trong giai điệu và thú vị hơn, được hướng dẫn tận tình từng động tác múa, từng nhịp trống, nhịp kèn. Và cuối cùng, trong trang phục của đồng bào Chăm, các em đã có thể biểu diễn những bài múa Chăm, đánh được trống, thổi được kèn trước sự ngỡ ngàng của mọi du khách. Có thể giúp con mở mang được tầm mắt và giúp cho con trải nghiệm được cuộc sống và nhiều cái văn hóa khác của người Chăm. Từ đầu năm đến nay, hơn 1.500 học sinh, giáo viên từ 30 trường phổ thông ở Khánh Hòa đã tham gia chương trình tìm hiểu di sản văn hóa tại di tích tháp bà Ponaga và danh thắng Hòn Chồng. Từ các cái hoạt động trải nghiệm thực tiễn đó thì nó sẽ nâng cao cho các em cái nhận thức về cái giá trị và làm cho các em yêu hơn cái di tích, và các em sẽ là những người góp phần cùng cộng đồng trong cái việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích. Khánh Hòa có 16 di tích cấp quốc gia, 180 di tích cấp tỉnh. Những học sinh được trải nghiệm thực tế tại di tích, được sống trong không gian văn hóa nhiều sắc màu. Tất cả đã nuôi dưỡng tình yêu với di sản văn hóa. Từ các em học sinh, ý thức bảo tồn di sản sẽ lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Điều này là rất có ý nghĩa, bởi cách bảo tồn di tích, gìn giữ di sản hiệu quả nhất vẫn là huy động sự tham gia của người dân.